Dương Khuê, tác giả bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết trứ danh. Khi nhắc đến Dương Khuê, hẳn nhiều người vẫn còn cảm thấy xa lạ, hoặc chỉ biết đôi chút nhờ bài thơ Khóc Dương Khuê của Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến. Tuy nhiên trên thực tế, Dương Khuê là một trong số những thi sĩ đại tài của thời kỳ chuyển giao giữa giai đoạn phong kiến sang thực dân nửa phong kiến. Đặc biệt, với những ai am hiểu nghệ thuật ca trù, Dương Khuê là cái tên cần được nhắc nhớ đầu tiên, bởi ông chính là tác giả của bài ca Hồng Hồng Tuyết Tuyết trứ danh. Cay đắng nghiệp quan trường. Dương Khuê sinh năm 1839, tự là Giới Nhu, hiệu Vân Trì. Ông là người ở làng Vân Đình, huyện Sơn Minh, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Dòng họ Dương vốn có nguồn gốc từ Hà Tĩnh, ra định cư ở vùng Vân Đình, Hà Tây từ thời chúa Trịnh Cương. Gia đình Dương Khuê vốn có truyền thống nhà nho lâu đời, ông là con cả của đô ngự sử Dương Quang. Dương Khuê là người hay văn chữ tốt. Năm 1864, ông đỗ cử nhân kỳ thi hương, cùng khoa này có Nguyễn Khuyến đỗ giải nguyên. Đến năm 1868, thời vua Tự Đức, Dương Khuê dự thi đình và đỗ tiến sĩ. Ban đầu, ông được bổ làm tri phủ Bình Giang, Hải Dương, rồi thăng làm bố chính. Đầu thập niên 70 của thế kỷ 19, tay lái buôn Jean Dubois uy hiếp các quan chức người Việt ở Bắc Kỳ để tự do sử dụng sông Hồng. Dương Khuê ở trong nhóm những sĩ phu cương quyết chống lại. Ông dân sớ khuyên triều đình nên có thái độ quyết liệt với người Pháp, nhưng bị vua Tự Đức phê là bất thức thời vụ, nghĩa là không biết thời cuộc, rồi bị giáng xuống chức chính sứ Sơn Phòng, lo việc khai hoang. Sau hiệp ước Giáp Tuất 1874, Dương Khuê được điều động làm án sát Hải Phòng. Từ năm 1878, ông lần lượt trải qua các chức bố chính, tham tá nha kinh lược Bắc Kỳ, tổng đốc Nam Định Ninh Bình. Kể từ đó, ông liên tục chứng kiến sự sa sút không phanh của triều đình. Cuối cùng, Dương Khuê xin cáo quan lúc 58 tuổi, được tặng hàm thượng thư bộ binh. Suốt khoảng thời gian làm việc trong chốn quan trường, Dương Khuê thường ở nhiều nơi. Việc cai trị trung hậu Thanh Liêm không bao giờ động đến tiền của nhân dân. Vì vậy, những khi ông bị thuyên chuyển đi nơi khác, dân chúng địa phương đi tiễn rất đông, còn có người níu xe mà khóc. Nhà thơ đau đời mà thoát ly hưởng lạc. Cũng giống như các văn nho đồng thế hệ, Dương Khuê có một lối sống hào hoa phong nhã. Buồn chán trước cảnh nước mất nhà tan, ông đã chọn cho mình cuộc sống gắn liền với cầm kỳ thi họa và thu hát ả đào. Tuy số lượng tác phẩm còn lại của Dương Khuê không nhiều, một phần do thất lạc, một phần do không có cơ hội tiếp cận với văn bản gốc, nhưng những gì còn sót lại cũng đủ để chứng minh tài năng của ông. Tác phẩm của Dương Khuê bao gồm cả Hán văn lẫn chữ Nôm, có thể phân làm ba loại chính. Thứ nhất là thơ ca đường luật với lời lẽ trịnh trọng, ung dung, như các bài Ngũ Thập Tự Thọ, Tự Vịnh, Đánh Cờ, Tiễn Đưa Sứ Thần. Thứ hai là thơ lục bát, thường là những bài thơ nhỏ, ngắn, nhưng hé mở cho ta thấy đó là một tâm hồn biết sống say mê, nặng tình cùng năng sông đất nước, như Hà Nội Tức Cảnh, Hỏi Thăm Bạn ở Hưng Hóa, Lời Hẹn. Thứ ba và quan trọng nhất là văn ca trù. Nội dung Dương Khuê sáng tác khá phong phú, nhiều nhất là các bài đề cập đến thú cầm kỳ thi tử, tả phong cảnh thiên nhiên hoa mỹ và tư tưởng phóng khoáng thường thấy ở các nhà nho xưa. Bầu rắc rượu tiên mời bạn cũ, tay nâng thuốc thánh chữa dân nghèo, thơ ngâm lưng phủ người hoài núi, đàn gỉ cao sơn khách ngọn đèo. Tuy nhiên, ẩn đằng sau cái thú tiêu sầu đó vẫn là những ý thơ đượm màu sắc đạo đức, tuy chỉ là đạo đức vào thời tàn. Chữ tình trong thơ Dương Khuê kín đáo nhẹ nhàng theo kiểu ghẹo nguyệt triêu hoa, chứ không nồng nàn như Nguyễn Công Trứ, không ngao ngán đượm mùi bi quan như Cao Bá Quát hay phóng túng như Chu Mạnh Trinh. Còn cái cười trong thơ Dương Khuê chỉ là cái cười pha trò làm vui, cái cười duyên dáng nhẹ nhàng, khác hẳn với cái cười thâm sâu ngụ ý răng đời của Nguyễn Khuyến hay cái cười sâu cay chua chát của Tú Xương. Có thể nói cùng với Chu Mạnh Trinh, Dương Khuê là nhà nho tài tử cuối thế kỷ 19, có vai trò trong việc giữ gìn dòng mạch văn chương tài tử từ Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ đến Tản Đà và thơ mới, góp phần làm phong phú hơn kho tàng văn học văn hóa Việt Nam. Phan Kế Bính trong cuốn Hán Việt Văn Khảo đã viết về Dương Khuê. Văn cụ Vân Đình, tức Dương Khuê, hồn hậu, có khí tượng ung dung đài cát, tựa như ông đại thần mặc áo đại triều ngồi chốn công đường. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng.
Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé. Bất tử với bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Như đã nói, phần lớn những tinh túy tâm huyết trong nghệ thuật của Dương Khuê được kết tinh hội tụ trong nghệ thuật hát nói, cụ thể là ca trù. Khác với nhiều nha sĩ đương thời vốn chỉ coi các ca nương ca kỹ là xướng ca vô loài, Dương Khuê rất trân trọng tài nghệ của họ, thường xuyên lui tới các sân khấu nghe hát, thậm chí còn dùng tâm huyết sáng tác những bài hay tặng họ. Dương Khuê viết một loạt bài tặng cô Đào Phẩm, tặng cô Đào Cúc, tặng cô Đào Quá, thăm cô Đào Ốm, với những lời lẽ lơi lả phong tình. Thế nhưng quen thuộc nhất nhưng cũng oái oăm nhất phải kể đến bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Quen thuộc là bởi đây được coi là bài cơ bản nhất mà ca nương nào cũng phải nằm lòng. Còn oái oăm là bởi, ngoại trừ những người yêu ca trù, không mấy ai biết Dương Khuê là tác giả của bài. Về mặt hình thức, bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết là bài hát nói khá mẫu mực, có điệu mẫu 1 và 2 ở đầu. Phần hát nói có 11 câu với 3 trổ cơ bản, ý tứ khúc chiết rõ ràng. Về nội dung, bề ngoài Hồng Hồng Tuyết Tuyết thuật lại cảm xúc của Dương Khuê khi được gặp lại cô Đào Hồng Tuyết, cũng có thể là hai cô đào Hồng và Tuyết sau 15 năm. Nhưng thực ra, bài này ẩn chứa rất nhiều điều sâu sắc. Đó là giai đoạn 15 năm đầu trong cuộc đời làm quan với đầy những bi phẫn của Dương Khuê. Đoạn mở đầu, tác giả viết: ngày xưa Tuyết muốn lấy chồng, ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì. Bây giờ Tuyết đã đến thì, ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già. Theo phân tích, nghĩa bóng có thể hiểu là ngày xưa Dương Khuê mới thi đỗ làm quan, muốn giúp vua chống Pháp khi chúng mới nhăm nhe đến Bắc Kỳ, nhưng bị chê là không thức thời, lại còn bị giáng chức. Đến khi vua muốn dùng ông, thì ông lại thấy chán chường, triều đình cũng đã suy tàn, sụp đổ. Tiếp đến phần hát, Dương Khuê viết: Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Phần này, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhà thơ Trần Huyền Trân và nhà báo Tô Dũng có chung nhận xét: mới ngày nào bước vào quan trường, tung hoành nào có biết chi, thấm thoát cuộc đời làm quan đã 15 năm, nhìn lại cũng đã khôn ngoan, trưởng thành rồi. Cuối bài là mấy câu: riêng một thú thanh sơn đi lại, khéo ngây ngây dại dại với tình, đàn ai một tiếng dương tranh. Đoạn này có thể hiểu, sau hòa ước 1883, vua quan nhà Nguyễn chỉ còn biết đi đi lại lại trong triều của mình như một thú vui ngây dại. Trong khi đó, những cuộc nổi dậy chống Pháp ở Bắc Kỳ đã diễn ra như một lời cảnh tỉnh. Năm 2005 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, trong liên hoan ca trù toàn quốc do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức, có 14 tỉnh, thành phố tham gia. Các chiếu hát khi trình diễn bắt buộc phải trình bày bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết trước khi hát những bài sở trường quen thuộc của mình. Dương Khuê, Nguyễn Khuyến, tình bạn bất diệt. Lúc sinh thời, Dương Khuê là đồng song, người cùng học, và sau này là đồng liêu, người cùng làm quan với Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến. Tuy nhiên khi bước chân vào chốn quan trường, Dương Khuê dần đổi khác. Điều này khiến Nguyễn Khuyến vô cùng buồn rầu. Sau nhiều lần khuyên giải không thành, Nguyễn Khuyến lui về ở ẩn và cắt đường thư từ với Dương Khuê. Năm Nhâm Dần 1902, khi Nguyễn Khuyến nhận được tin dữ Dương Khuê đã qua đời. Trước cú sốc này, Tam Nguyên Yên Đỗ đã sáng tác bài thơ Khóc Dương Khuê, trong đó có hai câu thơ bất hủ: Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây mang mát, ngậm ngùi lòng ta. Trong bài thơ, Nguyễn Khuyến kể lại những kỷ niệm gắn bó giữa hai người. Từ thời đi học, đi thi, Đỗ Đạt làm quan, cả hai từng cùng nhau đặt chân đến những vùng đất xa lạ, cùng thưởng thức hát ả đào, cùng uống rượu và bàn luận văn chương. Đặc biệt, họ đã cùng nhau sống trong cảnh đau khổ của đất nước. Buổi Dương Cửu cùng nhau hoạn nạn, phận đổ thăng chẳng dám thăng trời. Bằng đoạn hồi tưởng này, người đọc có thể hình dung ra đôi bạn Nguyễn Khuyến, Dương Khuê đều là những tao nhân mặt khách, gắn bó keo sơn từ lúc hằng vi tới khi vinh hiển. Trong tình bạn ấy, có cả sự kính trọng, thủy chung từ trước đến sau. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua, không phải không tiền không mua. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết, viết đưa ai, ai biết mà đưa. Giường kia treo cũng hững hờ, đàn kia gãy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!